Trúc Trương và Thông Trần xin mến chào quý vị trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc của chúng tôi. Hôm nay Trúc Trương và Thông Trần có một cái listing mới tại thành phố Fontana và cũng là cái ngày đầu tiên, ngày chủ nhật đầu tiên để mở cái open house tại căn nhà này. Thì căn nhà này xây năm 1997 nha quý vị, giá bán là 730.000, nhà rộng khoảng 1.600 square feet, cái lot size thì khoảng 6.100 square feet quý vị. Nhà này ở thành phố như Trúc Trương nói ở Fontana. Ở khu xung quanh đây á, quý vị thấy cái căn nhà nào cũng 2 tầng hết, có 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm. Nhà xây năm 1997, nhà mấy ngói đỏ quý vị thấy nha. Xung quanh neighborhood đều giống nhau hết quý vị thấy. Tất cả đều là nhà 2 tầng. Mấy ngói. Đó quý vị thấy khu neighbor đó, hôm nay là ngày chủ nhật mà rất là yên tĩnh, sạch sẽ. Ở đây thì cái căn nhà này cái gần cái khu vực cái trường học tốt nè quý vị, gần Freeway 5, gần Park, gần những cái shopping center và nhà hàng đó. Thì ở đây được cái căn nhà này ở trong cái khu này quý vị thấy có cái mountain view quý vị, giống như mình có cái view á, mình nhìn lên những cái núi cao cao xa xa đó. Nếu như mà cái mùa có tuyết, mùa lạnh đó, thấy có tuyết ở trên đỉnh núi nhìn rất là đẹp. Hiện tại hôm nay là cái vẫn còn cái mùa ngày nắng đó quý vị, thấy trời trong mây trắng rất là xinh đẹp. Và hôm nay Trúc Trương và Thông Trần open house tại căn nhà này từ 12 giờ cho tới 4 giờ chiều. Nếu như mà quý vị nào ở gần cái khu vực mà Freeway 15 với Freeway 15 North với lại 210 đó quý vị, thì ghé tới để xem cái open house của căn nhà này. Cũng như là nếu quý vị nào mà các anh chị làm nail đó, nếu có khả năng mua được căn nhà này thì là tại những cái khu xa xa mình mới mở tiệm nail, hoặc mình đi làm nail, làm tóc, thì ở đây căn nhà này rất là lý tưởng nha quý vị, 730.000. Thì bây giờ quý vị cứ theo Trúc Trương và Thông Trần để đi vào bên trong của căn nhà này. Thì cái lối đi vô đây á, nó có cái phía ngoài đây có cái patio ở đằng trước đây. Mình đứng đây mình mở cửa, nhiều khi lỡ những cái mùa ngày mưa, ngày nắng gì thì mình đứng đây mình mở cửa đi vô. Ở đây là cái single door thôi quý vị nha. Ở đây không có SOE ha, không có SOE mà không có Melru, rất là lý tưởng. Thì Trúc Trương vừa bước vô bên trong của căn nhà đây, Trúc Trương đang đứng đây nè, thì ở bên tay trái của cái cửa bước vô đó quý vị, ở bên tay trái đây có cái, tại vì nó ngay cái cửa, thì bên tay trái sẽ có cái hát bát ở bên đây liền, hát bát bên tay trái liền, gọn gàng, có nghĩa là cái phần nửa phòng tắm là có toilet với lại cái sink thôi quý vị nha. Quý vị, bây giờ quý vị sẽ thấy Trúc Trương đứng ngay chính giữa của căn nhà nè. Vừa bước vô là quý vị sẽ thấy cái trần nhà rất là cao, đúng không? Cao lắm quý vị. Nhìn thấy không gian cái nhà đó, nó chỉ có khoảng 1.600 square feet, nhà 2 tầng. Nhưng mà quý vị thấy nó rất là cao và rộng rãi. 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm như Trúc Trương đã nói đó. Ở đây cái khuôn viên của cái phòng living room nè, cao, trần cao. Ở đây họ để nguyên cái bộ sectional vẫn còn rộng rãi, có lò sưởi ở đây, có quạt trần. Nhưng mà ở khu này thì lúc nào họ cũng mở máy lạnh 24/24 nha quý vị ha. Cái sàn thì laminate nè. Nãy bước vô, ngay cửa bước vô là đã là lót gạch, còn cái đây là laminate. Cái màu gỗ làm cho nó sáng căn nhà hơn ha. Và ngay cái phòng khách này đó là quý vị sẽ thấy nó open ra vừa cái phòng ăn ở đây ha, cái chỗ mà mình ăn uống ở đây, ngay chỗ này rất là rộng, cái bàn đây cũng lớn lắm, có thể mình để 6 ghế ở đây, cái bàn ăn cái ở ngay chỗ này. Rồi nó vừa open ra với cái phòng ăn và cái bếp ngay đây luôn, cái kitchen ngay đây. Quý vị sẽ thấy cái sàn, cái nền của cái bếp đó là gạch, với lại cái đây là vẫn còn cái tile, là cái countertop vẫn là còn gạch. Rồi cái tủ, rất nhiều tủ để đựng cái cabinet ở cái bếp này, rất là nhiều tủ sạch sẽ.
cái bếp ga vẫn còn rất là tốt quý vị, và cái built-in microwave ở đây ha. Ngay chỗ đây đó thì quý vị sẽ thấy cái garage ở ngoài đây, để mình cái đây ra tiện khi garage mình đi vô garage mình khinh mấy cái đồ chợ, mình đi grocery store về mình ginh vô ngay cái bếp này luôn quý vị, rất là tiện lợi. Ở garage là có hai chỗ đậu xe, thành ra họ để đồ ngoài garage, bình thường họ vẫn đậu xe trong cái garage, có hai chỗ đậu xe rất là rộng rãi quý vị, và sạch lắm, sạch sẽ. Ở ngay cái phòng ăn này quý vị thấy có sliding door để đi ra sân sau và cái hồ bơi sân sau. Một tí nữa chút Trương đi lên lầu xô phòng ngủ trước, rồi mình sẽ ra cái vườn sau như thế nào nha quý vị nha. Ở đây cái cầu thang này nó open ra với cái living room. Mà trước khi đi lên cái cầu thang này quý vị thấy ở dưới đây cũng có một cái closet đó quý vị, cái tủ để mình để áo khoác, giày dép, những đồ lặt vặt mình bỏ lên đây ha. Thì bây giờ theo chú Trương đi lên lầu. Nhà này ba phòng ngủ đều ở trên lầu, ở dưới chỉ là phòng khách, phòng ăn với lại cái half bath ở phía dưới thôi. Ở cái trên lầu á, thì tất cả các phòng ngủ và trên cái đường đi, cái hallway họ vẫn dùng thảm nha quý vị. Thì ở đây cái nhà này cái trần rất cao, thì những cái tường có thêm những cái cửa sổ phía trên đây, thành ra nhìn nó sáng lắm, không có cần phải skylight. Nếu như mà không cần mở đèn cũng không sao, tại những cái cửa sổ, cửa kính này làm cho nó sáng căn nhà. Trần nó cao lắm thì sáng mà nó thoáng. Ngủ đầu tiên nè quý vị, chú Trương đứng ở đây, cái phòng ngủ đầu tiên ha. Ở đây thì là cái phòng của cậu trai đi, thành ra sơn cái màu xanh blue. Thì quý vị nếu như quý vị về thích mà cái màu nó match với nhau thì mình có thể mình sơn lại một màu trắng ngà hay bất cứ cái màu gì mình thích. Mỗi phòng ngủ đều có cái ceiling fan, cửa sổ rất là sáng. Thì ở đây cái phòng ngủ, hai cái phòng ngủ nhỏ ở trên phòng, ở trên lầu này đó, thì họ gọi là chát and chill á quý vị, có nghĩa là cái phòng tắm nằm chính giữa hai phòng ngủ, thông qua hai phòng ngủ này đều dùng cho cái phòng tắm mà chung một cái phòng tắm thì họ gọi là chát and chill. Thì cái phòng tắm này là full bathroom á, có nghĩa là có bồn tắm, có toilet, có cái sink ở đây đó, cái phòng tắm chính giữa của hai phòng ngủ. Rồi từ cái phòng tắm này quý vị thấy là chú Trương sẽ đi tới cái phòng thứ hai nè quý vị nha. Đây chú Trương đang đứng đây là cái phòng thứ hai nè đó, nó cũng bằng xa với cái phòng vừa rồi nha, đó bằng xa với cái phòng vừa rồi. Phòng ngủ này đều có ceiling fan, có light, nếu như những ngày nào mà không có nóng lắm mình có thể mình dùng quạt thôi. Mỗi phòng ngủ đều thấy có tủ đồ ẩn trong tường đó quý vị. Cửa sổ rất lớn, ánh sáng mang vô trong nhà rất là nhiều, bơ trong cái phòng ngủ vừa phải, không quá nóng. Rồi từ cái phòng ngủ thứ hai đó chú Trương đi ra cái hallway, đi ngược lại cái hallway thì có thêm những cái tủ đồ, cái closet ở đây nè quý vị ha, những cái tủ đồ có thêm ở đây để mình đựng khăn, đựng thêm những cái đồ lặt vặt gì đó. Thì đối diện cái tủ đồ ở đây là cái phòng giặt, cái nơi đây là cái khu để giặt đồ. Cái máy này thì họ để họ mua một cặp máy giặt máy sấy lớn đó quý vị, nếu như mình mua vừa phải thì ở đây đáng lẽ là nó có thêm cái cánh cửa để che lại, để kéo qua kéo lại nếu như cái máy mình nó nhỏ, còn cái máy này họ mua cái size rất là lớn đó, thì mình khỏi đóng cái cửa lại. Nhưng mà cái khu viên đây là phòng giặt ở trên lầu luôn. Tiếp theo cứ theo chút Trương đi qua cái phòng cuối cùng là phòng thứ ba ha, là cái phòng master bedroom. Master bedroom đây á, nó rộng lắm quý vị, họ để một cái king size ở đây nè quý vị, để cái king size mà hai bên vẫn còn rất là rộng, họ còn bỏ thêm cái tủ đồ nữa đúng không, cửa sổ lớn, là cái size này size lớn làm cho mang ánh sáng vô trong phòng.
mặc dầu ở trong cái phòng master bath á đã có cái walking closet ở trong rồi, nhưng mà họ muốn đựng thêm đồ thì họ bỏ thêm cái tủ đồ trong cái phòng. Chú Trương đang đứng đây là ngay cái phòng master bathroom đó, là phòng tắm của cái phòng ngủ lớn á. Quý vị thấy ở đây á rộng rãi lắm, trong cái khuôn viên này rộng rãi, trần cao nè, đúng không, có double sink đó quý vị thấy. Cái double sink có hai cái sink cho nam và nữ sử dụng, còn rất là tốt. Quý vị nếu muốn về remodel hay upgrade thêm là tùy theo ý mình, chứ còn cái tình trạng đây họ giữ good maintenance lắm quý vị. Ở đây là cái toilet riêng biệt, nếu ai tắm ở ngoài thì ai dùng cái toilet này, nó không có đụng chạm với nhau. Ở đây thì là cái bồn tắm lớn quý vị. Đây có bồn tắm rất là rộng lớn, còn rất là tốt, có cửa sổ sáng sủa quý vị thấy không. Cái bồn tắm rất là lớn. Rồi cái đây là cái tủ đồ của họ nè. Đó, ở trong đây là cái walking closet nè quý vị nha. Walking closet. Rộng thoáng lắm quý vị ha. Đó là cái phòng ngủ thứ ba, là cái master bedroom. Thì bây giờ quý vị theo Trúc Trương đi xuống sân sau để xem cái hồ bơi và cái spa ở dưới sân sau như thế nào nha quý vị nha. Và đặc biệt là cái nhà này nha quý vị, có solar rồi quý vị, không có cần phải lo là mình dùng điện hay trả tiền điện. Vừa cái hồ vừa phải dùng máy lạnh, có hệ thống solar hết rồi quý vị. Bây giờ là mình đang đi ra cái sân sau nha quý vị. Đây, Trúc Trương đang đi ra sân sau, có cái patio ở ngoài đây, ngay cái cửa chỗ cái phòng ăn bước ra. Cái sân sau này nó vẫn còn cỏ, vừa xung quanh đây họ làm cái landscape rất là đẹp, sạch sẽ, vừa nhìn mát mẻ, phải có chút cỏ mát mẻ đúng không nè. Cái hồ bơi rất đẹp quý vị, cái uốn éo, cái hình tròn tròn, cong cong, đúng không, rất là đẹp. Rồi cái có cái spa ở đây quý vị, tất cả đều good condition, vẫn còn dùng được, vẫn còn working nha quý vị. Đó, ngay đây là cái spa nè, quý vị thấy rất là xinh xắn. Xung quanh đều có block wall hết rồi, xung quanh có block wall. Nhìn cái hồ thấy mát mẻ, enjoy những cái ngày cuối tuần mình nghỉ làm đó quý vị, mình nghỉ làm đó mình enjoy ha. Mùa hè, mùa còn nóng như thế này là mình nhảy xuống hồ là hưởng thụ là quá tuyệt vời quý vị nha. Ở đây xung quanh vẫn còn cỏ để cho các em nhỏ nó chơi enjoy. Mình có thể mình như bên đây họ làm sẵn cái concrete ngay cái bục chỗ này nè, mình có thể làm một cái chòi hay hoặc là làm cái barbecue á, cái lò barbecue ngoài đây nè, để mình nấu nướng nướng thịt, mình dựng lên một cái chòi, một cái lều ha, hoặc mình xây thêm một cái nhà chòi ở đây nè, lý tưởng lắm. Họ có sẵn cái nền rồi, cái nền của cái country rồi, và mình làm rất là lý tưởng. Bên hông đây là quý vị thấy cái đường bên hông đó để đẩy thùng rác ra ngoài, là họ đã tráng xi măng mà rộng rãi lắm. Neighborhood yên tĩnh, nhìn ở đằng sau quý vị thấy cái nhà, cái mái ngói còn rất là tốt, rất là xinh. Mà mình được vừa tắm hồ, mình được view cái như Trúc Trương nói, view cái núi đó, quý vị, mountain view đó, rất đẹp. Thấy không, ở đây được cái view ha quý vị nha. Thấy cái view rất là đẹp nè. Đó, trời xanh, mây trắng kìa đó, những đám mây rất là trắng đẹp. Hôm nay cũng còn nóng nóng nhưng mà có cái gió rất là mát, gió thổi hiu hiu nhẹ nhẹ thôi quý vị thấy không, lý tưởng ha.
Ở đây cái căn nhà này mình có thể mình enjoy cuộc sống đúng không nè? Như quý vị thấy đó là tất cả những gì mà Trúc Trương review về cái căn nhà, một cái listing của Trúc Trương và Thông Trần tại thành phố Fontana. Giá bán là 730.000, nhà rộng khoảng 1.600 square feet, lot size khoảng 6.001 square feet. Thì cái căn này là một trong những căn mà có cái lot size lớn nha quý vị. Những căn hàng xóm thì không có cái lot lớn như thế này, mà cũng không có cái hồ như thế này, chỉ có cái jacuzzi nhỏ nhỏ thôi. Còn cái này nó được cái lot size lớn, ra nó được cái giá trị hơn những cái căn nhà kế bên. Thì nếu như mà quý vị muốn biết thêm chi tiết về căn nhà này, có 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, xây năm 1997, có solar rồi nha quý vị. Hợp khu tốt, gần freeway 15, là freeway 210, gần shopping center, nè, gần nhà hàng, gần park. Rất là tiện lợi, mà cái khu này neighborhood rất đẹp, nhà đều giống giống nhau hết, 2 tầng hết, mái ngói đỏ, có solar. Muốn biết thêm chi tiết về cái căn nhà này cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần tại 714-717-3691, hay hoặc là cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần với bất cứ căn nhà nào ở khu vực nào. Thì Trúc Trương và Thông Trần là Real Estate Broker làm việc tại 6 quận của miền Nam California. Đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Nếu như mà quý vị có nhu cầu thì cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần 24/24, 7 ngày một tuần nha quý vị. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị. Sẵn bây giờ vẫn còn cơ hội để mình list nhà để bán. Thì Trúc Trương và Thông Trần có những cái giá lệ phí rất là phải chăng, cứ liên lạc với chúng tôi để chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày cuối tuần, một ngày chủ nhật thật là nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Xin cảm ơn.